Liên quan đến vụ 600 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại iSchool Nha Trang, trong đó một em đã tử vong, đại diện ngành y tế Khánh Hòa cho biết, đối với các mẫu thực phẩm đã được lấy mẫu, tỉnh đang chờ Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố và dự kiến tới ngày 23 tháng 11 thì mới có kết quả. Tính đến 11 giờ ngày 20 tháng 11, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận tổng cộng 600 học sinh trong đó có bệnh viện đã xử lý và điều trị rồi cho về nhà theo dõi 240 ca. Tổng số ca nhập viện điều trị nội trú 360 ca. Trong số này 93 ca đã được xuất viện, 1 ca tử vong. Trong số 266 ca hiện đang được điều trị nội trú tại các bệnh viện thì có 21 ca nặng. Trước đó, trường iSchool Nha Trang tổ chức học bán chú cho hơn 800 học sinh và ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam ở đường Hai Bà Trưng cung cấp suất ăn cho học sinh. Ngày 17 tháng 11, học sinh của trường dùng bữa trưa với cơm, thịt gà luộc xé, rau, sốt làm từ trứng và dầu ăn. Khi trở về nhà, nhiều em có triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, phụ huynh phải đưa đi cấp cứu. Sau sự việc, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa tạm thời đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.